nhằm đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng các khu cụm công nghiệp để thu hút dự án vào đầu tư, huyện Ân Thi luôn chú trọng tới công tác tuyên truyền, vận động ngay từ cơ sở. Các ngành đoàn thể cùng bắt tay vào cuộc với phương châm đi từng ngõ đến từng nhà, nhờ đó đã tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án đều đạt kết quả khá. Qua nghiên cứu tìm hiểu toàn bộ các quy định chính sách về đền bù thu hồi đất được chính quyền xã gửi đến, gia đình bà Ngọc ở thôn Văn Nhuệ có hơn 1.440 m² đất thu hồi cho dự án cụm công nghiệp Văn Nhuệ đều cảm thấy thoải mái và đồng thuận cao. Chúng tôi cũng hoàn toàn nhất trí với cái chủ trương đường lối của Đảng và chính sách của nhà nước cũng như tỉnh, huyện và xã triển khai này thì kịp thời. Không chỉ gia đình bà Ngọc, mỗi hộ dân có đất thu hồi đều được cơ quan giải phóng mặt bằng địa phương cung cấp một bộ tài liệu có đầy đủ các văn bản quy định của nhà nước và diện tích thu hồi. Đây là cơ sở để người dân tìm hiểu, đối chiếu diện tích. Cấp ủy chi bộ cũng đã triển khai đến cán bộ đảng viên cũng như toàn thể nhân dân tuyên truyền về cái giải phóng mặt bằng cụm công nghiệp và cũng đã cấp phát tài liệu đến cho từng hộ nằm trong cái diện tích thu hồi. Nhân dân cũng rất đồng tình ủng hộ. Cụm công nghiệp Văn Nhuệ có diện tích 50 ha, diện tích thu hồi nằm ở 4 thôn và một ấp trong xã. Đến nay qua gần một tháng triển khai, các hộ dân đều đồng thuận và tin tưởng khi cụm công nghiệp Văn Nhuệ đi vào hoạt động sẽ thúc đẩy kinh tế xã hội, đời sống nhân dân trong vùng phát triển thay cho những diện tích canh tác lúa có hiệu quả thấp. Chúng tôi dân chủ tất cả các cái biên bản ký đưa cho dân là đều tham khảo đọc hết rồi, không ý kiến thì khác cả. Nói chung là cũng hòa thuận cả. Đẩy mạnh tuyên truyền ngay từ cơ sở, tuyên truyền gắn liền với công khai, minh bạch các văn bản quy định của nhà nước về chính sách thu hồi đền bù. Với cách làm trên, huyện Ân Thi đang triển khai nhanh giải phóng mặt bằng để thu hút dự án và đầu tư trong các khu cụm công nghiệp cũng như hoàn thiện các công trình giao thông trọng điểm đi qua địa bàn.